Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2024. Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan rất là lâu tàn. Có thể nói là em này là lâu tàn nhất trong dòng hoa lan. Đó chính là những cây mãn thiên hồng. Nhưng với điều kiện là các bạn phải sưu tầm là hàng Đài Loan. Hàng Đài Loan thì khỏe mạnh, dễ trồng. Cánh bông giống như là sáp, rất là lâu tàn. Tất cả những cái này các bạn trồng thì dư sức để chúng ta chơi bông vào dịp Tết. Bởi vì là em là chơi bông lên tới là hơn 100 ngày, 180 ngày. Mà còn khoảng độ hơn 1 tháng nữa thôi là đã Tết rồi. Nên vì vậy mà những cây này là cây chuẩn để chơi Tết 2024. Rất đẹp. Đây là những cây mãn thiên hồng. Đó. Những cây mãn thiên hồng, hàng Đài Loan, loại A. Cây ít nhất là phải được 2 ngồng trở lên và có rất là nhiều cặp lá. Rễ là phải là rễ xanh. Đó. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một chậu mãn thiên hồng ít nhất là có 2 ngồng trở lên, phân rất là nhiều nhánh, rất là nhiều nụ, mới nở được một chút xíu bông mà thôi. Là hiện tại với giá là 190.000 một chậu, hàng Đài Loan loại A. Mãn thiên hồng rất là đẹp. Ngày Tết mà chúng ta có những chậu lan mà màu sặc sỡ treo trong nhà như thế này thì cả một năm sẽ có rất là nhiều may mắn, tài lộc đến với gia đình. Rễ xanh các bạn nhé, rễ xanh, nhiều cặp lá, bông và nụ còn rất là nhiều. Bởi vì là em ấy phân nhánh rất là khủng khiếp. Đây là một cái ví dụ minh họa là cái cây này, cây mãn thiên hồng là hàng này, hàng bị lỗi lá. Và Sóc Cò đã sang chậu cho cây này là em ấy hiện tại này được khoảng 20 ngày và mới có dấu hiệu là mới bị rụng có một nụ mà thôi. 20 ngày mà mới bị rụng có một nụ. Nên vì vậy mà cây này là dư sức để chúng ta chơi Tết 2024. Phân nhánh rất là khủng khiếp, rất là đẹp. Hàng Đài Loan loại A với giá là 190.000 một chậu. Các bạn mà mua combo 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40.000. Vận chuyển những cái cây này rất là mong manh và dễ vỡ. Và Sóc Cò sẽ đóng hàng một cái thùng hàng rất là dài. Và thường thường là Sóc Cò sẽ phải là hỗ trợ thêm cho các bạn tiền phí ship nữa. Phí ship thùng hàng của em rất là cao. Hàng Đài Loan loại A, cây rất là nhiều cặp lá và còn rất là nhiều nụ. Mặt bông rất là đẹp. Tên đẹp, mặt bông cũng rất là đẹp. Phân nhánh rất là khủng khiếp. Sóc Cò chỉ bán hàng Đài Loan mà thôi, Sóc Cò sẽ không bao giờ bán những cái hàng Trung Quốc. Những cây Trung Quốc thì thường thường giá tiền sẽ rẻ hơn và các em sẽ nhanh tàn hơn rất là nhiều so với những hàng Đài Loan. Mặt bông rất là sắc nét, còn rất là nhiều nụ. Cây rất là nhiều cặp lá. Sau khi mà chúng ta trưng xong thì các bạn cắt sát gốc đi. Thì chúng ta sẽ tận dụng những cái gốc cây hàng Đài Loan chúng ta trồng. Các em sẽ lại cho ra bông vào những mùa tới. Và một năm thì thường thường em này sẽ nở 2 lần đến 3 lần trong một năm nhé. Bởi vì là các em rất là lâu tàn. Em ấy nở 2 lần thôi cũng đã gần hết một năm rồi. 6 tháng mới tàn mà. Đây hàng này lại A là cây phải như nào? Rễ xanh này, nhiều cặp lá này. Và còn rất nhiều nụ. Bông chỉ mới hé chút xíu thôi. Màu rất là sắc nét. Rất là đẹp, rất đáng sưu tầm. Bạn nào mà chưa có những cây mãn thiên hồng, hàng Đài Loan loại A, cây ít nhất là phải được là 2 ngồng trở lên và còn hàng chục đến hàng trăm nụ trên nở thì liên hệ giúp Sóc Cò. Mình sẽ cố gắng gửi cho bạn những cây chất lượng và đẹp nhất. Khi nhận hàng thì mọi người cái kiểm tra hàng thật là kỹ. Đẹp như những gì mà Sóc Cò chia sẻ, đẹp từ lá, từ rễ và từ nụ thì nhận hàng, thanh toán tiền cho anh shipper. Còn nếu như mà không giống như những gì mà Sóc Cò chia sẻ thì mọi người hãy hoàn đơn về và bên mình sẽ không có thu 1.000 tiền cước nào cả. Mọi người cứ yên tâm khi mua hàng ở bên Sóc Cò. Giá tiền thì có thể cao một chút xíu nhưng mà hàng chắc chắn là phải là chất lượng. Cây rất là đẹp. Còn về cách trồng thì rất là đơn giản thôi, chèn thêm vài miếng than. Và các bạn có thể là treo em này là gì? Ở ngoài hiên nhà, dưới vườn. Hoặc là nếu mà các bạn mà muốn treo trong nhà cũng được nhưng mà trong nhà tỷ lệ rụng rất là cao. Còn đâu là bản thân Sóc Cò thì mình hay treo ở
dưới lớp lưới ở ngoài vườn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV. Xin chào và hẹn gặp lại.